Những lưu ý khi chọn kem chống nắng. Chú ý đến các chỉ số SPF. SPF là viết tắt của Sun Protection Factor, là chỉ số thể hiện khả năng chống nắng, bảo vệ làn da khỏi tia UVB. PA, nếu SPF chống được tia UVB thì PA lại có khả năng kiềm hãm và ngăn chặn tia UVA hiệu quả. UVA là viết tắt của Protection Grade of UVA. Các sản phẩm hiện nay có 3 mức độ phổ biến là PA++, PA++, PA++. Các dạng kem chống nắng. Kem chống nắng vật lý. Kem chống nắng hóa học, loại nào tốt hơn? Kem vật lý có thể dùng cho mọi loại da, trong khi kem hóa học có thể gây kích ứng cho da trẻ em, da nhạy cảm. Kem vật lý dày hơn và hay để lại vệt trắng gây mất thẩm mỹ. Kem hóa học hay gây nên tình trạng cay mắt khó chịu, đặc biệt khi chúng ta đổ mồ hôi nhiều. Kem vật lý không chống tia UVA tốt hơn kem hóa học. Chọn kem chống nắng phù hợp với da. Các loại da phổ biến như là da dầu, da khô, da hỗn hợp, da mụn, có các tính chất không giống nhau. Chính vì thế đừng đánh đồng chúng bởi câu nói, chống nắng thôi mà, loại nào chả được.